bí mật tự do tài chính, cách người giàu xây dựng khối tài sản khổng lồ. Quý vị và các bạn thân mến, bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số người đứng trên đỉnh cao của thành công và giàu có, trong khi nhiều người khác, dù nỗ lực hết sức, vẫn loay hoay trong vòng quay nợ nần và khó khăn tài chính? Tại sao có những người có thể biến những cơ hội nhỏ thành vàng, còn nhiều người khác không bao giờ tìm thấy lối thoát? Họ nắm giữ một bí mật nào đó mà chúng ta chưa từng biết đến. Những bí mật này không nằm ở đâu xa, mà chính là những chiến lược và tư duy mà người giàu sử dụng mỗi ngày để biến giấc mơ tài chính thành hiện thực. Hãy cùng khám phá những bí quyết này ngay trong video hôm nay. Nếu bạn thực sự cam kết làm giàu và khao khát trở nên vô địch, hãy ngay lập tức gõ "Tôi muốn giàu có" trong phần bình luận. Khi tôi nhìn thấy bình luận của bạn, sự giàu có sẽ đến nhanh gấp 10 lần khi tôi gửi cho bạn một biểu tượng trái tim. Nhưng hãy nhớ rằng, niềm tin mạnh mẽ và nỗ lực không ngừng từ hôm nay. Phần 1. Bí mật của người giàu. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao có những người luôn giàu, luôn thành công vượt trội, trong khi phần lớn chúng ta mãi loay hoay với khó khăn tài chính? Bí mật của họ không chỉ nằm ở việc họ kiếm được nhiều tiền, mà còn ở cách họ quản lý và đầu tư số tiền đó. Những người giàu hiểu rằng, làm giàu không chỉ đơn giản là kiếm tiền từ một công việc ổn định hay dựa vào may rủi, mà là về chiến lược dài hạn, tính toán và quản lý tài chính một cách hợp lý. Họ bắt đầu bằng cách xây dựng nền tảng tài chính chắc chắn, tiết kiệm, đầu tư và không ngừng học hỏi. Người giàu không tiêu tiền một cách vô tội vạ. Thay vì chi tiêu vào những thứ xa xỉ và không cần thiết ngay từ đầu, họ tập trung vào việc đầu tư vào bản thân, phát triển kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức để tạo ra nhiều nguồn thu nhập hơn. Một trong những nguyên tắc quan trọng mà người giàu áp dụng là họ luôn biết cách kiếm tiền làm việc cho mình, thay vì chỉ phụ thuộc vào sức lao động cá nhân. Họ đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, khởi nghiệp và các lĩnh vực tiềm năng khác, nơi tiền có thể sinh lời một cách thụ động. Không những thế, họ còn nắm bắt xu hướng của thị trường, tận dụng thời cơ để tối đa hóa lợi nhuận. Mọi quyết định của họ đều dựa trên phân tích kỹ lưỡng và tầm nhìn dài hạn. Ngoài ra, người giàu còn hiểu được tầm quan trọng của mạng lưới quan hệ. Họ xây dựng mối quan hệ với những người có ảnh hưởng, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, đồng thời học hỏi từ những người đi trước. Điều này giúp họ mở rộng cơ hội kinh doanh, tìm kiếm các tiềm năng và không ngừng phát triển bản thân. Tóm lại, người giàu không chỉ giàu về tài sản, mà còn giàu về tư duy và chiến lược. Bí mật của họ nằm ở việc biết cách sử dụng thời gian và tiền bạc một cách hiệu quả nhất. Nếu bạn muốn khám phá sâu hơn về những chiến lược đặc biệt này, hãy theo dõi phần sau của video, nơi chúng tôi sẽ đi sâu vào từng bí quyết mà họ đã áp dụng để tạo nên sự giàu có bền vững. Phần 2. Khoảng cách giàu nghèo. Sự chênh lệch giàu nghèo trên thế giới không chỉ đơn thuần nằm ở tốc độ thu nhập, mà còn ở cách mà người giàu và người nghèo tiếp cận tài chính, tư duy và cơ hội. Đây không chỉ là một khoảng cách về số liệu, mà còn là một sự khác biệt sâu sắc trong nhận thức và hành động. Người giàu không chỉ kiếm tiền tốt hơn, điều quan trọng hơn là họ biết cách sử dụng và đầu tư tài sản của mình để sinh lời. Ngược lại, nhiều người nghèo gặp khó khăn trong việc giữ lại tài sản và không có đủ tài nguyên hoặc kiến thức để vượt qua các rào cản tài chính. Người giàu luôn tìm cách để tiền của họ làm việc. Họ không dừng lại ở việc tiết kiệm, mà còn sử dụng tiền để đầu tư vào những cơ hội sinh lời lâu dài. Các khoản đầu tư này có thể là bất động sản, cổ phiếu, công ty khởi nghiệp, hoặc thậm chí là những xu hướng công nghệ mới nổi. Họ không mạo hiểm một cách bừa bãi. Ngược lại, họ biết cách quản lý rủi ro và đánh giá cơ hội một cách chặt chẽ trước khi đưa ra quyết định. Trong khi đó, nhiều người nghèo, mặc dù có mong muốn cải thiện tình hình tài chính, lại thiếu kiến thức và tài nguyên để đầu tư. Họ bị mắc kẹt trong vòng xoáy của cuộc sống hàng ngày, phải chi tiêu phần lớn thu nhập của mình vào các chi phí thiết yếu như thực phẩm, nhà ở và y tế. Họ có ít khả năng dành cho việc đầu tư hoặc tự tạo ra cơ hội. Nỗi lo sợ thất bại và mất mát càng khiến họ chần chừ trước những cơ hội mạo hiểm, và điều này càng làm cho khoảng cách giàu nghèo trở nên sâu sắc hơn. Một yếu tố quan trọng khác là người giàu có xu hướng sử dụng tiền bạc như một công cụ để tạo ra nhiều tiền hơn. Họ không hành động một cách khinh suất. Mỗi quyết định của họ đều dựa trên phân tích kỹ lưỡng và chiến lược dài hạn. Họ có mạng lưới hỗ trợ từ các chuyên gia tài chính cho đến những người đồng hành có kinh nghiệm,
giúp họ đưa ra những quyết định đầu tư thông minh và có tính toán. Điều này không chỉ giúp họ tăng tài sản mà còn bảo vệ họ khỏi những thất bại nghiêm trọng. Ngược lại, người nghèo thường phải đối mặt với những lựa chọn tài chính khó khăn và giới hạn. Họ có ít cơ hội tiếp cận các khoản vay ưu đãi, các cơ hội kinh doanh hấp dẫn, đầy hoặc không đủ thông tin để nắm bắt những cơ hội tài chính cơ bản. Khi đối diện với rủi ro, họ thường chọn những cách an toàn hơn. Và điều này đôi khi khiến họ lỡ mất những cơ hội để thoát khỏi vòng xoáy nghèo khó. Một trong những nguyên nhân lớn của sự chênh lệch này là khả năng học hỏi và thích ứng. Người giàu không ngừng học hỏi từ những sai lầm của mình, từ những người thành công khác và từ các xu hướng thị trường. Họ luôn tìm cách cải thiện bản thân và phát triển các kỹ năng mới. Trong khi đó, nhiều người nghèo không có đủ thời gian hoặc cơ hội để tiếp tục học hỏi những kiến thức quan trọng về quản lý tài chính và đầu tư, dẫn đến việc họ bị kẹt trong tình trạng hiện tại. Khoảng cách giàu nghèo không chỉ là vấn đề của số tiền trong tài khoản, mà còn là vấn đề khác biệt trong cách suy nghĩ, hành động và sử dụng tài nguyên. Người giàu có tư duy phong phú, không ngại rủi ro và luôn tìm cách mở rộng cơ hội. Nếu bạn muốn thu hẹp khoảng cách này và bắt đầu hành trình làm giàu, hãy thay đổi cách nhìn nhận về tiền bạc và đầu tư. Hãy học hỏi từ những chiến lược của người giàu và bắt đầu hành động ngay hôm nay. Phần 3. Những lầm tưởng về người giàu. Khi nhắc đến những người giàu có, nhiều người thường có ý niệm rằng họ đã sinh ra trong sự giàu có hoặc được thừa kế khối tài sản từ gia đình. Tuy nhiên, thực tế thì không phải lúc nào cũng như vậy. Mặc dù có rất nhiều người kế thừa tài sản từ thế hệ trước, nhưng phần lớn những người giàu hiện nay là những người tự mình vươn lên từ con số 0, tự tay tạo ra khối tài sản của mình thông qua sự chăm chỉ, kiên trì và không ngừng đầu tư. Một trong những quan niệm phổ biến là giàu có chỉ là vấn đề may mắn hoặc phải có người thân hậu thuẫn. Nhưng thực tế, không ít tỷ phú trên thế giới xuất thân từ những gia đình trung lưu hoặc thậm chí là nghèo khó. Họ đã vượt qua những trở ngại ban đầu, sử dụng trí tuệ, khả năng sáng tạo và tầm nhìn chiến lược để phát triển công việc kinh doanh hoặc đầu tư thành công. Những câu chuyện từ những người giàu có nổi tiếng như Elon Musk, Oprah Winfrey hay Howard Schultz chính là minh chứng cho sự thật này. Thực tế là không phải giàu có tự nhiên mà đến. Hầu hết những người siêu giàu đều có chung một đặc điểm. Họ làm việc không mệt mỏi và luôn biết cách đầu tư thông minh. Việc đầu tư vào tài sản sinh lời, chẳng hạn như bất động sản, cổ phiếu hay các công ty khởi nghiệp, đã trở thành những yếu tố quan trọng giúp họ gia tăng khối tài sản một cách bền vững. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc đầu tư tiền bạc, họ còn đầu tư vào tri thức, kỹ năng và các mối quan hệ, những yếu tố không thể thiếu để đạt được thành công. Một sự khác biệt quan trọng giữa người giàu và người nghèo chính là cách họ đối mặt với rủi ro. Người giàu không phải là người không gặp rủi ro. Thay vào đó, họ biết cách kiểm soát nó, họ đã học cách đánh giá các cơ hội và đưa ra những quyết định có tính toán. Điều này giúp họ giảm thiểu nguy cơ thất bại và tối đa hóa lợi nhuận. Không phải họ không lo lắng, mà là họ biết cách quản lý sự lo lắng và biến nó thành động lực để tiếp tục tiến lên. Ngược lại, nhiều người tin rằng sự giàu có chỉ đến từ việc kế thừa hoặc may mắn và do đó thường xuyên thay đổi công việc mà không có sự thách thức với những thử thách thực sự. Điều này khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội để cải thiện tình hình tài chính của mình. Trong khi đó, người giàu hiểu rằng thành công là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng và khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường. Một điều cũng rất quan trọng là người giàu thường có tư duy đi trước đón đầu. Họ luôn tìm kiếm những cơ hội mới và sẵn sàng đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng. Họ không chờ đợi những cơ hội hoàn hảo sẽ đến với mình mà chủ động tạo ra chúng. Đây chính là lý do tại sao nhiều người giàu không chỉ có một nguồn thu nhập mà còn có nhiều dòng thu nhập khác nhau, giúp họ duy trì và tăng khối tài sản một cách liên tục. Vì vậy, quan niệm rằng chỉ có những người được thừa kế tài sản mới có thể giàu có là hoàn toàn sai lầm. Hầu hết những người giàu tự thân đều đạt được thành công nhờ sự kiên trì, khả năng đối mặt với rủi ro và quyết định đầu tư thông minh. Nếu bạn muốn trở thành một trong số họ, hãy bắt đầu từ việc thay đổi tư duy và cách tiếp cận cuộc sống. Hãy học hỏi từ những người đi trước và không ngừng nỗ lực trong mọi hoàn cảnh. Phần 4.
tư duy của người giàu. Một trong những yếu tố then chốt làm nên sự khác biệt giữa người giàu và người không giàu chính là tư duy. Người giàu luôn có cách tiếp cận đặc biệt đối với cuộc sống và tiền bạc. Họ không chỉ làm việc để kiếm tiền mà quan trọng hơn, họ để tiền làm việc cho mình. Điều này có nghĩa là họ không ngừng tìm kiếm những cơ hội mới để tăng giá trị tài sản và tạo ra nguồn tiền cho mình sinh lời theo thời gian. Thay vì chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm thu nhập từ một công việc duy nhất, người giàu luôn tự hỏi, làm sao để tôi có thể tạo ra nhiều dòng thu nhập khác nhau? Họ không ngại thử sức với những lĩnh vực mới và luôn đặt mình vào tình huống sẵn sàng học hỏi và đầu tư. Một trong những khái niệm quan trọng nhất trong tư duy của người giàu là tư duy đầu tư. Họ không chỉ định hướng đến việc tiết kiệm mà còn tập trung vào việc đầu tư để gia tăng tài sản. Dù là bất động sản, cổ phiếu, kinh doanh hay khởi nghiệp, họ luôn tìm cách tạo ra giá trị mới từ những tài sản mà họ đã sở hữu. Một điều quan trọng nữa là người giàu có tầm nhìn dài hạn. Họ không quan tâm quá nhiều đến những lợi ích ngắn hạn mà tập trung vào mục tiêu xa hơn. Họ hiểu rằng để đạt được sự giàu có một cách bền vững, cần phải xây dựng từ từ và kiên nhẫn chờ đợi các tài khoản đầu tư sinh lời. Trong khi nhiều người chỉ tập trung vào việc kiếm tiền nhanh chóng, người giàu lại đầu tư vào các tài sản có giá trị lâu dài, từ đó tạo ra sự khác biệt lớn về tài sản sau nhiều năm. Không chỉ dừng lại ở việc đầu tư vào tài sản hữu hình, người giàu cũng rất chú trọng đến việc đầu tư vào bản thân. Họ dành nhiều thời gian và tiền bạc để học hỏi kiến thức mới, phát triển kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Đây là những yếu tố quan trọng giúp họ nhanh chóng nắm bắt các cơ hội mới và không ngừng gia tăng giá trị của bản thân cũng như tài sản mà họ đang sở hữu. Ngoài ra, người giàu cũng sở hữu tư duy vô cùng sáng tạo và linh hoạt. Họ không bị bó buộc bởi những mẫu hình cứng nhắc mà luôn sẵn sàng thử nghiệm các cách tiếp cận mới. Điều này giúp họ tìm thấy những cơ hội mà người khác thường bỏ qua. Họ không sợ thất bại bởi vì họ hiểu rằng mỗi thất bại đều là một bài học quý giá, đưa họ tiến gần hơn đến thành công. Một điểm nữa trong tư duy của người giàu là họ luôn tìm cách tăng giá trị. Họ hiểu rằng để có thể giàu có lâu dài, họ phải tạo ra giá trị cho người khác, chứ không chỉ cho bản thân. Đây là lý do khiến nhiều người giàu thành công trong việc xây dựng doanh nghiệp lớn, mang lại giá trị cho cộng đồng và đồng thời tạo ra khối tài sản cho chính mình. Nhìn chung, tư duy của người giàu không chỉ xoay quanh việc kiếm tiền mà còn là cách quản lý và phát triển tài sản một cách thông minh và bền vững. Chính tư duy này đã giúp họ không ngừng gia tăng tài sản của mình, tạo ra những cơ hội mới và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Nếu bạn muốn đạt được sự giàu có như họ, bạn cần bắt đầu từ việc thay đổi cách nhìn nhận về tiền bạc. Không chỉ làm việc chăm chỉ, mà còn phải học cách để tiền làm việc cho mình. Phần 5. Bí quyết đầu tư của người giàu. Khi nói đến đầu tư, những người giàu thường sở hữu những bí quyết đặc biệt giúp họ xây dựng tài sản một cách bền vững và hiệu quả. Một trong những bí quyết quan trọng nhất chính là việc tận dụng sức mạnh của lãi kép. Lãi kép, hay còn gọi là lãi lái, cho phép các tài khoản đầu tư của họ sinh lời không chỉ trên số tiền gốc mà còn trên cả lãi suất đã tích lũy. Điều này có nghĩa là, theo thời gian, giá trị tài sản của họ có thể tăng lên một cách đáng kể mà không cần phải đầu tư thêm nguồn vốn. Người giàu thường bắt đầu đầu tư từ sớm vì họ hiểu rằng thời gian là yếu tố quyết định để tối đa hóa lợi ích từ lãi kép. Họ không bắt đầu với những tài khoản đầu tư nhỏ bởi vì họ biết rằng chỉ cần kiên nhẫn triển khai và để lãi suất có thời gian phát triển, họ có thể tạo ra một khối tài sản lớn cho tương lai. Điều này không chỉ yêu cầu sự nỗ lực mà còn là tầm nhìn dài hạn, giúp họ sớm nhận thấy lợi ích từ việc đầu tư. Bên cạnh việc tận dụng lãi kép, người giàu cũng rất chú trọng đến việc đa dạng hóa danh mục đầu tư. Họ không chỉ đầu tư vào một loại tài sản duy nhất mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau như bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu và các loại đầu tư khác. Việc đa dạng hóa giúp họ giảm thiểu rủi ro, bởi vì nếu một lĩnh vực nào đó gặp khó khăn, các khoản đầu tư khác vẫn có thể mang lại lợi nhuận. Họ tuân thủ nguyên tắc không bao giờ bỏ tất cả vào một thùng rác. Điều này giúp họ bảo vệ tài sản của mình một cách hiệu quả. Một điểm cần lưu ý là người giàu luôn có một kế hoạch dự phòng. Họ hiểu rằng thị trường có thể biến động và không có gì là chắc chắn. Do đó, họ chuẩn bị sẵn những kịch bản xấu nhất
và luôn có kế hoạch thay thế để bảo vệ tài khoản đầu tư của mình. Điều này không chỉ giúp họ duy trì sự ổn định tài chính mà còn tạo ra cảm giác bình tĩnh, cho phép họ tập trung vào việc tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới. Người giàu cũng thường xuyên phân tích và đánh giá lại danh mục đầu tư của mình. Họ không chỉ đặt ra mục tiêu đầu tư mà còn theo dõi tiến trình và điều chỉnh các chiến lược nếu cần. Điều này giúp họ không ngừng cải thiện và tối ưu hóa các quyết định đầu tư của mình, từ đó đạt được kết quả tốt hơn. Một trong những bí quyết quan trọng của những người giàu trong đầu tư là họ luôn sẵn sàng học hỏi. Họ tìm hiểu về thị trường, các xu hướng đầu tư mới và không ngần ngại tham gia các khóa học hoặc hội thảo để nâng cao kiến thức. Điều này không chỉ giúp họ hiểu rõ hơn về các cơ hội đầu tư, mà còn giúp họ tránh được những rủi ro có thể gây tổn hại cho tài sản của mình. Nhìn chung, bí quyết thành công của người giàu không chỉ nằm ở việc lựa chọn đúng sản phẩm đầu tư, mà còn ở cách họ quản lý và tối ưu hóa danh mục đầu tư. Việc sử dụng lãi kép, đa dạng hóa, chuẩn bị kế hoạch dự phòng, thường xuyên đánh giá và sẵn sàng học hỏi là những yếu tố then chốt giúp họ đạt được thành công trong việc xây dựng tài sản bền vững. Nếu bạn muốn đạt được thành công tương tự, hãy bắt đầu áp dụng những nguyên tắc này vào chiến lược đầu tư của riêng bạn. Phần 6. Xây dựng nguồn thu nhập thụ động. Một trong những yếu tố quan trọng giúp người giàu duy trì và gia tăng tài sản của mình là khả năng xây dựng nhiều dòng thu nhập thụ động. Khái niệm này không chỉ đơn giản là kiếm tiền từ một nguồn duy nhất, mà còn tạo ra nhiều nguồn thu nhập từ các lĩnh vực khác nhau. Người giàu hiểu rằng nếu chỉ dựa vào một nguồn thu nhập, họ sẽ gặp rủi ro lớn hơn khi thị trường thay đổi hoặc gặp khó khăn trong kinh doanh. Dòng thu nhập thụ động có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau như cho thuê bất động sản, cổ tức từ cổ phiếu, lợi nhuận từ các khoản đầu tư hoặc doanh thu từ việc bán hàng trực tuyến. Người giàu thường xuyên tìm kiếm các sản phẩm và dịch vụ có khả năng tạo ra thu nhập mà không cần phải làm việc trực tiếp mỗi ngày. Ví dụ, một người sở hữu bất động sản cho thuê có thể tạo ra dòng tiền hàng tháng mà không cần quản lý hàng ngày. Điều này cho phép họ tập trung vào những cơ hội khác hoặc phát triển các dự án mới. Một trong những cách hiệu quả nhất để xây dựng nguồn thu nhập thụ động là đầu tư vào bất động sản. Người giàu thường tìm kiếm những tài sản có tiềm năng tăng giá trong tương lai hoặc giá trị hợp lý. Họ nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường, phân tích xu hướng và lựa chọn những địa điểm có triển vọng phát triển. Với một chiến lược đầu tư thông minh, bất động sản có thể mang lại lợi nhuận ổn định và tăng giá trị theo thời gian. Ngoài ra, người giàu cũng chú trọng đến việc đầu tư vào cổ phiếu có cổ tức cao. Những cổ phiếu này không chỉ mang lại thu nhập định kỳ mà còn tạo ra cơ hội gia tăng giá trị tài sản khi thị trường phát triển. Họ thường không chỉ tập trung vào một ngành mà phân bổ tài sản vào nhiều lĩnh vực khác nhau để tối đa hóa cơ hội kiếm tiền. Với sự phát triển của công nghệ, nhiều người giàu hiện nay cũng xây dựng nguồn thu nhập từ nền tảng trực tuyến. Họ có thể tạo ra các sản phẩm như khóa học trực tuyến, sách điện tử hoặc dịch vụ tư vấn mà không cần có một cửa hàng vật lý. Những sản phẩm này có thể được bán và phân phối một cách tự động, giúp họ kiếm tiền ngay cả khi không có mặt trực tiếp. Người giàu cũng nhận thức rõ rằng việc tạo ra thu nhập thụ động không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nó đòi hỏi thời gian, nỗ lực và một chiến lược rõ ràng. Tuy nhiên, khi đã thiết lập những dòng thu nhập này, họ sẽ cảm thấy an tâm hơn về tình hình tài chính của mình và khả năng đối mặt với những biến động trong cuộc sống. Họ có thể tự do theo đuổi những đam mê cá nhân và phát triển các dự án mới mà không lo lắng về tài chính. Xây dựng nhiều dòng thu nhập thụ động không chỉ giúp người giàu gia tăng tài sản mà còn mang lại sự ổn định cho tài chính cá nhân. Điều này giúp họ tự tin hơn trong các quyết định đầu tư và kinh doanh, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho tương lai. Nếu bạn muốn đi theo con đường của những người thành công, hãy bắt đầu tìm kiếm các nguồn thu nhập thụ động ngay hôm nay và xây dựng một chiến lược dài hạn cho mình. Phần 7. Sản phẩm để phát triển tài sản. Khi nói đến tài chính cá nhân, một trong những quan niệm sai lầm phổ biến nhất là tất cả các khoản nợ đều xấu. Thực tế, nếu biết cách sử dụng, nợ có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ giúp bạn phát triển tài sản và tăng cường sự giàu có. Người giàu thường hiểu rằng không phải tất cả các khoản nợ đều mang lại rủi ro.
Thay vào đó, họ sử dụng khoản nợ như một chiến lược để đầu tư và đạt được lợi nhuận tối ưu. Trước tiên, hãy xem xét sự khác biệt giữa nợ tốt và nợ xấu. Nợ xấu thường là những tài khoản vay tiêu dùng như thẻ tín dụng, mua sắm không cần thiết hoặc vay tiền để trả cho những thứ không tạo ra giá trị dài hạn. Ngược lại, nợ tốt là những khoản vay được sử dụng để đầu tư vào tài sản có khả năng sinh lợi như bất động sản, cổ phiếu hoặc mở rộng kinh doanh. Khi được sử dụng một cách khôn ngoan, nợ tốt có thể giúp bạn tăng cường nguồn tài chính chính, mở ra cơ hội mới và tăng khả năng sinh lợi. Một ví dụ điển hình về việc sử dụng nợ tốt khi bạn vay tiền để mua một tài sản bất động sản cho thuê. Vì phải sử dụng toàn bộ vốn tự động để đầu tư, bạn có thể vay một phần để mua tài sản. Với dòng tiền thu từ công việc cho thuê, bạn không thể thanh toán chỉ định các khoản nợ mà vẫn có khả năng tạo ra lợi nhuận từ tài sản. Theo thời gian, bất động sản có giá trị sẽ tăng lên và bạn sẽ có tài sản có giá trị gia tăng mà không cần phải bỏ toàn bộ số tiền ban đầu. Ngoài ra, các khoản vay dành cho doanh nghiệp cũng có thể là công cụ hữu hiệu để phát triển tài sản. Khi khởi nghiệp, nhiều doanh nghiệp quyết định vay vốn để mở rộng mô hình kinh doanh hoặc đầu tư vào các sản phẩm và dịch vụ mới. Nếu bạn có kế hoạch kinh doanh rõ ràng và khả năng thanh toán cao, việc sử dụng nợ để đầu tư vào doanh nghiệp có thể mang lại lợi nhuận vượt trội. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết cách quản lý và kiểm soát nợ. Việc vay mượn không có kế hoạch có thể dẫn đến các vấn đề chính và khó khăn trong công việc. Để tối ưu hóa công việc sử dụng nợ, người giàu thường theo dõi và phân tích các tài khoản chi tiêu, đảm bảo rằng mỗi khoản nợ đều có mục tiêu cụ thể và có thể mang lại giá trị gia tăng trong tương lai. Ngoài ra, việc làm đa dạng nguồn đầu tư cũng là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển tài sản. Người giàu thường không chỉ dựa vào một loại hình đầu tư duy nhất. Họ sẽ phân chia tài sản của mình vào nhiều lĩnh vực khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản và các sản phẩm tài chính khác. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn tạo ra nhiều cơ hội để tăng lợi nhuận. Việc làm giáo dục tài chính cũng đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển tài sản thông tin qua nợ. Người giàu thường xuyên không ngừng học hỏi, nghiên cứu và cập nhật những thông tin mới nhất về tài chính, đầu tư và quản lý nợ. Họ tham gia các khóa học, đọc sách và theo dõi các tài liệu chuyên sâu chính để nâng cao kiến thức của mình. Điều này giúp họ đưa ra quyết định chính xác và thông tin hơn khi sử dụng nợ trong các tài khoản đầu tư. Như vậy, nợ phải lúc nào cũng là một yếu tố tiêu cực trong tài chính cá nhân. Nếu biết cách sử dụng và quản lý một cách khôn ngoan, nợ có thể trở thành công cụ giúp bạn phát triển tài sản và đạt được mục tiêu tài chính chính trong tương lai. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi vay mượn và luôn nhớ rằng việc đầu tư thông minh sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho bạn. Phần 8. Cách quản lý tài chính. Người giàu biết cách tận dụng các lợi ích về thuế và tài sản ưu đãi để giảm thuế và tối ưu hóa lợi nhuận. Họ hiểu rõ các định nghĩa về thuế và lợi ích mà hệ thống tài chính cung cấp, từ đó đưa ra các quyết định thông minh để bảo vệ tài sản của mình. Đầu tiên, việc đầu tư vào các tài sản có thể được khấu trừ thuế như bất động sản, cho thuê, cổ phiếu và hưu trí là một chiến lược phổ biến. Khi bắt đầu tư vào bất động sản, họ có thể khấu trừ chi phí bảo trì, chi phí vay và các khoản chi khác từ thu nhập cho thuê. Điều này không chỉ giúp giảm số tiền thuế phải trả mà còn tăng thu nhập từ việc làm có lợi. Hơn nữa, người giàu cũng tận dụng các loại thuế quản lý chiến lược như đầu tư vào quỹ hưu trí và các tài khoản đầu tư được miễn thuế. Những tài khoản đầu tư này cho phép họ tích lũy tài sản mà không phải lo lắng về nghĩa vụ thuế trong thời gian ngắn. Khi đến lúc rút tiền, họ thường có kế hoạch để đảm bảo rằng các khoản tiền này được rút ngắn bằng một cách hợp lý, phải giảm mức tối đa, thuế tối thiểu. Ở rìa đó, họ thường làm việc với các chuyên gia tài chính và kế toán lớn để thiết lập kế hoạch tài chính dài hạn, giúp tối ưu hóa thu nhập và giảm thiểu nghĩa vụ thuế. Bằng cách phân tích tình hình tài chính cá nhân và thiết lập kế hoạch chiến lược, họ có thể quyết định thời điểm bán tài sản, bắt đầu tư vào các cơ hội mới hoặc thậm chí trí chuyển đổi tài sản giữa các loại hình để đạt được lợi ích thuế tốt nhất. Người giàu theo dõi và điều chỉnh các tài khoản chiến lược chính của mình để phản ánh các thay đổi trong định nghĩa thuế hoặc tình hình thị trường.
việc quản lý tài sản chính thông minh không chỉ dừng lại việc kiếm tiền mà còn là công việc bảo vệ và tăng cường hiểu biết về tài sản và tận dụng tối đa các cơ hội có sẵn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến tận đây. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích và thú vị, hãy cho chúng tôi một like để ủng hộ kênh. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video bổ ích về tài chính, đầu tư và phát triển bản thân trong tương lai. Chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của bạn. Hãy để lại bình luận bên dưới về những gì bạn nghĩ về video này hoặc những chủ đề mà bạn muốn chúng tôi khám phá trong các video tiếp theo.